Xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để có thể tạo ra một cái banner quảng cáo về du lịch ấy. Khá đơn giản thôi nhưng mà vẫn đẹp và đầy đủ yêu cầu mọi người nhé. Thì đầu tiên mọi người tạo giúp mình cái làm việc mới này. Mình lấy rộng là 1200 với cả chiều cao là 500 pixel nhé. Đó thì mọi người chọn giúp mình. Thì mình được cái vùng làm việc như này. Thì mình cũng chia luôn, mình sẽ một phần bên phải là mình dùng để. Hình như mình thấy nó hơi to, mọi người đợi mình tí nhá. Chắc là 400 thôi. 100 nhá. Đây như này đi. Đó thì mình sẽ có một phần bên này. Đây. Gọi là đoạn này đi, sẽ để vẽ vời trang trí vào đây. Còn bên này sẽ là những cái phần text nha mọi người. Ok. Thì bây giờ mọi người lên trên này. Mình làm về du lịch đúng không? Ảnh du lịch, mình kiếm những ảnh du lịch đẹp để mình cho vào. Và hình ảnh thôi là được rồi. Đây rất là nhiều hình ảnh đẹp đúng không? Mọi người thích cái nào thì mọi người chọn nhé. Nhiều cái đẹp quá. Mình lấy cái này đi, mình thấy màu nó cũng đẹp đẽ. Thì trước khi tải về mọi người chọn vào cái công cụ này, kích thước lớn nhé. Đó, nó sẽ lớn cho mình. Thì mọi người lưu nó về. Viết tắt này, A1 này. À, lấy những cái ảnh đây này. Cái ảnh đẹp mình sẽ lấy nhé. Đây là mình làm ví dụ thôi, còn đâu nếu đúng ra thì mọi người chọn những cái ảnh nó cùng một cái địa điểm ấy, chung ấy. Đấy. Ví dụ mình chọn mình lấy ra bốn bức ảnh đúng không? Cái này cũng đẹp. Đấy. Bức thứ ba của mình thôi. Còn một cái cuối cùng thôi. Đấy. Ok. Giờ mình bắt tay vào làm nhé. Thì mình muốn lồng một cái ảnh chính của mình nó vào đây. Thì mình cần cái brush. Cái brush này thì mình chọn để đây. Đây này. Mọi người có thể lên mạng tải những cái brush này về này. Mình cho size to lên tí nhé. Đó. Như này. Vừa vừa này. To quá. Layer mới này à. Cộng như này đi. Có gì thì mình sẽ điều chỉnh sau. Hoặc là mình xem một cái bớt nào nó đẹp hơn không. Lấy cái này được nhá. Thì mình điều chỉnh nó một tí. Ctrl T này. Cho to lên thì mình che phần này đi. Đó. Như này nhá. Dụ thế. Đây. Hoặc mọi người có thể Ctrl T này. Web để mình điều chỉnh cho nó thành những đây này, đây cũng được, mình mong muốn như này cũng được. Đó. Cho nó hình hài nó giống cái hình sóng nước ấy để nó dao động với nhau thế. Ok. À, giờ thì mình sẽ thêm cái ảnh vào. File Player Pet. Cái ảnh mình tải đầu tiên ấy mình thấy khá đẹp. Mình sẽ cho vào đây. Đó. Ctrl T cho nó rộng rộng là tiện được. Rồi. Giờ thì mình create clipping mask. Đây nhá. Đây. Đó. Đây mọi người thấy chưa? Nhìn nó rất là tự nhiên đúng không?
Thì để mình lên đây xem có không. Background du lịch đẹp, thử xem nó có cái đấy nhá. Chắc nó không có. Mình ghi nền màu đẹp ra nhá, màu đẹp cho du lịch xem có không. Đó, đây nó không có nhỉ. Mình muốn lấy một cái nền không, nền màu không thấy mọi người. Đây nó không có nào thích hợp lắm. Thế thôi nhá. À, mình làm đơn giản thôi. Đây thì mình có cái này. Thì mình lên trên mạng này. Mọi người có thể ghi những cái colors span space chứ, space. Đây. Nó có nhiều cái khá đẹp. Phải không ta? Bình thường mình vào đường mà lên bị sao đây? Mình viết nhầm nha mọi người. Đây là cái này cơ. Mình viết nhầm nhá, sorry mọi người. Đây. Vector and PSD file. Đấy, mình thấy lấy cái màu này cho nó hợp với cái kiểu du lịch ấy mọi người. Click vào rồi tải về nhá. Free này. Ồ, mình nhớ là free vào tay. PLGPSD. Đây. Được một cái PLG nhá. Quay ở đây xem có cái nào mình lấy luôn cái nữa. Thật sự cái này đi xem có ổn không. Hết rồi, hết hai lần miễn phí của mình rồi đấy. Ok nhá. Mọi người vào lại cái này, chọn vào file này, place page. Cái này thì cái anh mình vừa chọn nên nó nằm chắc nằm trong phần download rồi. Đây, mọi người cho đây nhé, ship ship cho nó một mảng trên này đi, thử đổi cho nó cái chế độ vào trộn khác xem nó sẽ được cái gì nhé. Bị cái này này thì mình xóa cái này đi. Thế thì mình sẽ xóa nó đi. À, mở cái này lên để bỏ cái này nhá. Chọn này cái thôi. Đó. Mình sẽ di chuyển nó vào nhé. Mình sẽ mất một ít thì không sao. Đó, cho bé lại đi. Đấy, sẽ làm một cái trên này. Vì là du lịch mình muốn cho nó một chút màu sắc ấy. Mình có thể cho nó mờ mờ đi xíu cũng được. Đó. Tiếp cái thứ hai này. Đây mình cũng chọn tương tự thôi. Object. Đây nó sẽ lấy cho mình ra như này. Rồi mình sẽ di chuyển nó sang cái file làm việc của mình để đây. Hoặc mình thấy chọn một cái thì cũng được nhỉ. Hai cái thì nó sẽ có màu sắc khác nhau.
cho mọi người. Ví dụ thế đi, cho nó mờ mờ đi tí. Đấy, ví dụ thế thì mình có thêm cái phần để trang trí. Bây giờ thì mình sẽ có những cái ảnh mình cứ để tạm đây nhắc, thì mình sẽ cho vào thêm cho hợp lý hơn. Mình sẽ tạo ra ba cái shape hình tròn ở đây đó, giữ phím Alt để copy ra này, ba cái đó khoảng cách nó bằng nhau ở đây này. Ok, thì mình sẽ lồng những cái ảnh mà mình đã đã tải về đây nhá, place này. Những cái bước mình làm rất dễ thôi, mình để trong file ảnh này, cái ảnh du lịch của mình đây, ảnh hai nhá, ảnh hai cho vào đây, nó to thì cho bé lại tí nhá. Rồi để làm cái phím tắt ấy, thì mọi người di chuột chuyển chuột lên này, giữ phím Alt nhá, click vào. Sorry, nó là cái này cơ. Đây, phím Alt nhá. Đấy, nó sẽ làm trong này. Thì mình muốn cho nó hở cái người đi thuyền đây. Đây, đó. Thì mọi người xác định đúng nhá, đặt trên đúng cái layer mask của nó. Tiếp tục thôi. Anh ba đi. Anh ba đây. Anh ba nó phải nằm nằm trên cái này đây đó. Rồi Ctrl T, cái này mình muốn hở cái thuyền nhá, chuột phải vào đây, gripping mask đó, cái thuyền được chưa. Ở đây nó có một cái nữa đây, cũng thế thôi, cho cái ảnh bốn vào, giữ ship lại cho nó bé tí nhá. Cho vào đây luôn, cũng creeping mask đó, mọi người thấy chưa, khá là dễ đúng không. Thì sau đó xong rồi mọi người có thể tạo cái độ nổi khối cho nó, giả sử như cái này này, mình sẽ cho nó nổi lên một tí nhá, blending option cho nó quét drop shadow này, đấy cho nó có kiểu có cái bóng bóng một tí, đây điều chỉnh ở đây City cho nó mờ mờ đi. Cái này mình điều chỉnh nó xuống dưới này. Đó. Đó thì nó sẽ tôn lên là cái ảnh của mình đây. Mọi người thấy chưa? Cái này thì mình sẽ có thể điều chỉnh lại được nó cho nó bé đi hoặc nó mờ đi cho nó hợp lý hơn. Thử cho hai này hòa trộn với nhau xem có gì đặc biệt nhé. Hoặc là mình sẽ để một cái đó, xem cái màu đẹp hơn mình sẽ để cái này. Cái màu trên thì nó tương đồng hơn tại vì nó có màu xanh xanh các mọi người. Đó. Hoặc là mình sẽ lấy cái màu này làm cái màu background, đặt nó dưới như này. Đấy, ví dụ thế. Khá là ok đúng không? Rồi thì mọi người thêm những cái text vào đây. Khuyến mãi tour. Tour. Xem nó viết được cái gì nhá. Ctrl T cho to lên. Đây khuyến mãi tour, ví dụ thế sẽ mình sẽ đặt năm đây, rồi thì mọi người sau đó mọi người chọn cái màu cho nó, property này, lấy cái màu color ở đây, mình chỉ lấy cái màu đen đen nó sẽ hơn, màu cam cam này cũng ok này, cho đậm đậm hơn tí nhé. Đó,
Mãi thua. À, giá trị từ bao nhiêu ấy? Có thể tạo những cái shape cơ bản cho nó. Shape này. Kéo dài dài đây. Đó, cho màu này luôn. Cũng được, như này được. Đấy, xong thêm cái text nữa. Cái text mọi người viết ra ngoài chữ nữa. Một tí mình sẽ thêm nó vào. Giá trị 3.200.000 VND. Đấy, ví dụ thế. Cho to lên đây. Chữ màu trắng nhé. Đó sẽ nằm trong này. Mình dàn đều ra. Đó ví dụ thế. Xong mọi người thể thêm những thông tin vào. Địa chỉ, số điện thoại gì đó. Mình cung cấp cho mọi người cái bố cục thôi. Còn ông thiết kế như nào thêm bớt nhờ thì mọi người sẽ thêm vào nhé. Ok. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này của mình. Bye bye mọi người nhé.